Rồi, xin mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay em sẽ review cho một số mẫu bóng bạc nữa cho anh chị và các bạn cập nhật ha. Thì đây là mẫu con cá mập anh chị các bạn. Cá mập này là cá mập nhỏ anh chị các bạn ha. Cá mập của mình nó có 3 loại: mập nhỏ, mập lớn và mập đại anh chị các bạn ha. Kích thước của sản phẩm thì em đã để trong ảnh rồi. Anh chị truy cập vào website ha. Cái website của em để ở dưới phần mô tả, anh chị truy cập vào đó. Đây là cá mập. Thì một bịch như thế này là 100 cái anh chị bạn ha, 100 cái. Ở đây em có đếm rồi, đếm lẻ, có nghĩa là mình lấy tối thiểu là 10 cái trở lên ha. Đây. Đây là con cá mập nhỏ nè anh chị bạn, cá mập nhỏ ha. Một lóc như thế này, một bịch như thế này là 100 cái ha, người ta đóng gói là 100 cái. Đây cá mập nhỏ ha. Nó có 3 màu anh chị, màu sắc hay màu sắc thì ngẫu nhiên nha. Rồi, đây là bóng bạc hình con thỏ mới anh chị bạn ha, con thỏ mới. Con thỏ này thì nó có hai cái lỗ tai lên trên đầu á, nhìn nó cũng khá là đẹp dễ thương. Thì anh chị truy cập vào website của em, vào cái danh mục là bóng bạc thì sẽ thấy được cái mẫu này ha. Trăm, 200, đây nó có hai màu, màu xanh và màu hồng ha, con thỏ mới nè, thỏ mới có hai màu, xanh và màu hồng. Thỏ trong đây miếng gì cha? Thấy rồi, con đang ngồi trên đấy, con đang canh chừng cha có quay video đẹp không đó. Cha, lấy mình thích ra đi. Rồi, đây là con Pokemon ha. Này nó chỉ có một màu thôi, màu vàng thôi chị bạn. Pikachu cha. Kích thước thì đã có trên website rồi ha. Pikachu. Mấy cái này thì em đã cập được hết rồi. Pikachu mà cha nói của Pokemon. Wow. Pokemon nó là thêm một phần. Đây, một lốc như thế này là 100 cái nè, một bịch như thế này 100 cái chị bạn. 100 cái. Cái con đó là Pikachu á. Nè Pokemon chứ con. Pikachu. Nè Pokemon. Dạ, cho để mình xuất ra đi. Đây, bịch là 300 cái. Này 300 cái ha. Dạ, để Hùng xuất ra đi. Để Hùng lại đây nè. Để Hùng lại đây đi. À. Đây là con Doraemon ha, Doraemon chị bạn, Doraemon. Doraemon này hai màu ha, màu hồng và màu xanh. Đưa Hùng lại đây cha. Đưa Hùng lại đây cha. Cha, lấy Hùng lại đây cho con. Đây nó có hai màu hồng và màu xanh. Đó, một bịch là đóng gói 100 cái nè, lớn anh chị bạn. Ha. Chiếc lẻ ra thì 10 cái. Rồi, đây là hình con heo ha. Hình người hình heo áo, heo áo nghĩa là heo nó mặc áo nè chị bạn, heo mặc áo nè, heo áo ha. Lấy hình lại đây để có gì cha đưa con. Đây, đây là heo áo ha. Heo áo. Nhìn nó dễ thương, mặt mày cũng đẹp chị bạn. Bùm bay lên là ok luôn. 100 cái, bịch 100 cái ha. Anh chị và các bạn nào lấy thường thì sẽ biết rồi. Rồi, xin cảm ơn anh chị các bạn. Bye bye.